Ba, ba nó ơi, có điểm sự. Có chuyện rồi. Cứ tiếp tục uống rồi hát đi, tôi đi một lát rồi về. Đang lúc đông người như vậy tìm tôi làm gì? Tôi không tính toán với ông nữa. Đi, về nhà với tôi. Tôi theo bà về nhà làm gì? Chúng ta đâu còn là người một nhà. Tôi phải ăn nói với lũ trẻ thế nào? Chúng hỏi tôi ông đi đâu, tôi nói sao bây giờ? Thì bà nói thật với chúng. Ông đừng gây sự nữa. Tôi thừa nhận tôi nhất thời nổi nóng ép ông ly hôn. Nhưng không phải ông cũng sai sao? Bà bảo tôi làm thì tôi làm, thế mà lại là tôi sai sao? Bà có biết chút đạo lý không vậy? Cho dù là ly hôn thì cũng không phải là thật. Ngày mai chúng ta nhỏ tiếng một chút, giấu chuyện này đi. Nhưng nhất định không được để lũ trẻ biết. Ông nói xem với chú biết, chuyện này không phải sẽ dọa chúng hết hồn sao? Bà yên tâm, bà cứ nói thật với bọn trẻ. Sức chịu đựng của chúng không kém như bà nghĩ đâu. Biết không, ông cũng muốn dùng lên đúng không? Sao, toàn nói vậy dạng với ông cũng không được sao? Ông đừng quên, cái gì của ông tôi cũng giữ hết. Nhà này, tài khoản ngân hàng này, thẻ lương này, ông không muốn lấy chúng nữa đúng không? Đừng dọa tôi. Bà tốt nhất đừng hù dọa tôi. Bây giờ không phải đang thịnh hành câu nói này sao? Thế giới này lớn như vậy, tôi muốn đi thăm thú. Không dễ gì tôi mới được tự do. Chẳng lẽ tôi lại vì chút ít tài sản bé nhỏ đó mà từ bỏ sao? Được cười quá. Kim Chí Dương, đừng có trừng mắt. Đừng có trừng mắt. Không phải giờ chúng ta không còn là vợ chồng sao? Chúng ta nhiều nhất cũng chỉ là người quen thôi. Kể cả bạn bè cũng không phải. Bà có kể là bạn đi thì bà cũng không được gọi quát này quát nọ với tôi biết chưa? Ông thực sự không định về nhà với tôi sao? Không đi. Đi mà, về nhà, về nhà rồi nói. Đừng có lôi lôi kéo kéo nữa. Đừng kéo áo này, bỏ tay ra. Bà nói hết chưa vậy? Nếu nói xong rồi, tôi đi vào kia hát tiếp. Ông đợi đã. Ông nhìn tôi đi. Ông nhìn vào mắt tôi đi. Ông nhất định có vấn đề. Vấn đề gì chứ? Ông có người khác rồi, có Tiểu Tam. Bà thật biết tưởng tượng. Tôi nói cho bà biết, vấn đề của chúng ta là vấn đề của riêng hai ta. Đừng có lôi kéo người khác vào. Không thể nào. Nếu không thì sao ông lại không sợ tôi? Ngày trước tôi chỉ cần nói một câu ông đã run cầm cập. Bây giờ tại sao lại không sợ tôi nữa? Tại sao ông không sợ tôi nữa hả? Bà cho rằng bình thường tôi sợ bà là sợ hãi thật sao? Qua chi tiếu. Tôi đấy là tôi bao dung bà. Tôi là đàn ông bà hiểu không? Bà đừng gây sự nữa, thật mất mặt. Bà cho rằng bà có thể bãi cưỡi lên đầu người khác sao? Tôi nói cho bà biết, từ hôm nay trở đi tôi không lo cho bà nữa. Tôi không có cái nghĩa vụ đấy. Tạm biệt. Kim Chí Dương. Lão Kim. Lão Kim. Lão Kim. Lão Kim.